Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chúng tôi đang ở chân cột cờ Nam Định. Đây là một trong những di tích rất nổi tiếng của tỉnh Nam Định, nơi mà các du khách khi về tham quan thành Nam thì thường hay dừng chân để check in nơi này. Mọi người biết rằng là cột cờ Nam Định là một cái di tích cổ và đây là một cái công trình rất là nổi tiếng. Và bây giờ thì tôi sẽ ghi hình khuôn viên ở đây, là phía bên ngoài đây. Thế còn là tổng thể các thông tin thì trong cái quá trình ghi hình thì chúng tôi sẽ truyền tải tiếp đến quý vị, anh chị và các bạn. Thưa với quý vị, anh chị và các bạn, là cột cờ Nam Định nằm trong khuôn viên và trực thuộc quản lý của Bảo tàng tỉnh Nam Định. Đây là cũng là một niềm tự hào của người dân thành Nam đấy, đối với điểm tham quan này. Đây tôi thấy có một cái biển đề đây, cột cờ Nam Định được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân tỉnh Nam Định và quyết định số 701 BD/QĐ/UBND giao Bảo tàng tỉnh tiếp nhận quản lý để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích theo quy định của luật di sản. Đây là với tầng chân đáy đây. Tầng chân đáy. Chất liệu xây bằng gạch này là, thưa với quý vị anh chị các bạn, là đây, gạch này là gạch nén nung từ xưa. Xây bằng vữa nhé. Xây bằng vữa các bạn. Đây có cây bồ đề mọc ký vào đây. Đây là hành lang lan can trên kia đế tầng 1. Đây ở phía góc này, thưa quý vị anh chị các bạn, là mọi người sẽ nhận ra một cái cung đường và một cái góc hình để được các nhiếp ảnh gia và các cameraman hay ghi hình và xen lẫn cái khung cảnh này. Ở đây ta thấy đây có một cái cây gạo này, ngay chỗ cột cờ này. Cây gạo đây là, thưa với quý vị anh chị các bạn, cây gạo này vào tháng 3 hoa nở đỏ rực luôn. Nhưng mà mùa này không phải mùa hoa gạo, cho nên là không có cái sắc đỏ. Sắc đỏ mà pha trộn ở cái vị trí này thì tuyệt vời lắm. Còn đây là một hàng cây đại này, cây đại cổ thụ này. Và phía đây là phía cổng chính nha các bạn nhé. Đây phía cổng chính này, hướng ra đây thì có khi là các bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh này. Đó. Đây phía cổng chính đấy. Phía trước có hai khẩu súng thần công. Đấy. Chúng ta biết là cái súng này là từ thời phong kiến ấy. Súng thần công.
Cột cờ Nam Định được xây dựng từ năm 1843, năm thứ ba đời vua Thiệu Trị Thường Nguyễn. Cột cờ cao 23,84 mét, có hai bệ và thân cột. Trong thân có cầu thang xây xoáy ốc 54 bậc dẫn lên đến đỉnh. Cột cờ Nam Định là một di tích lịch sử đã được xếp hạng năm 1972. Công trình bị bom Mỹ phá hủy đến năm 1997, được xây dựng phục chế đúng nguyên hiện trạng. Tức là năm 72 là công trình này bị bom Mỹ phá, năm 97 phục chế lại. Thầy của tôi đi cùng ghi hình đây. Ghi được chưa thầy ơi? Thầy ghi được chưa? Thầy bấm đi. Vâng. Ở cột cờ thì có hai cửa ở phía đông bắc và tây nam để dẫn lên một cái đường thang cuốn lên đến đỉnh. Đấy. Đây là cảnh quan không gian. Đây là đường cột cờ này các bạn này. Đấy. Thế nào? Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, một ít phút giới thiệu với quý vị anh chị các bạn về không gian tại cột cờ Nam Định, chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn, những người quan tâm đến các di tích lịch sử văn hóa trên đất thành Nam. Và giờ tôi xin phép là kết thúc video này đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn vào chương trình lần sau.